Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 cho 1.040 tân binh đến từ công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Năm 2022, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ tiếp tục được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Mục đích của khóa huấn luyện lần này nhằm trang bị cho các chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, có sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng cho biết, để đạt được chất lượng và sự đồng bộ trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực từ nhiều phía, trong đó trọng tâm là sự chỉ đạo, chỉ huy của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự cố gắng, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, cùng ý chí quyết tâm của chiến sĩ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Xin hứa.